Chào mừng anh chị đã đến kênh Bán Nhà Riêng Hà Nội. Nếu anh chị đang tìm mua một căn nhà mặt phố Hà Nội, khu vực quận Hoàng Mai kinh doanh tuyệt vời thì đây là lựa chọn tuyệt vời dành cho anh chị. Vì căn nhà em Phương muốn giới thiệu với anh chị ngày hôm nay nằm tại mặt phố Giáp Nhị, quận Hoàng Mai. Căn nhà của chúng ta thì có diện tích là 60m², thiết kế thông sàn, xây dựng 6,5 tầng với giá đang được chào bán chỉ có 12,99 tỷ thôi. Hãy gọi điện thoại cho em Phương ngay nhé để sở hữu cho mình căn nhà tuyệt vời này. Còn bây giờ em sẽ đưa anh chị đi tham quan chi tiết về căn nhà phố này nhé. Xin được giới thiệu với quý anh chị, đây là ba căn nhà mặt phố Hà Nội mà em Phương muốn giới thiệu với anh chị ngày hôm nay. Ba căn nhà của chúng ta thì có diện tích là 60m² một căn, đều có hướng chính nam và được xây dựng 6 tầng anh chị nhé. Đường trước nhà đây, hai ô tô tránh nhau thoải mái, kinh doanh tuyệt vời. Ba căn nhà của chúng ta thì đều có diện tích là 60m² một căn, thiết kế thông sàn 6 tầng. Đấy. Cùng em Phương loát lại mặt tiền một lần nữa rồi chúng ta sẽ đi tham quan chi tiết phía trong của các căn nhà này anh chị nhé. Với mặt tiền là 4m. Em sẽ zoom rộng lên một chút. Mặt tiền 4m. Thông số nhà của chúng ta thì rất là tuyệt vời rồi. Nở hậu hết anh chị nhé. Đấy. Tầng 1, tầng 2 thông sàn hết đi này. Đấy, sẽ phục vụ cho chúng ta là công tác bán hàng hay kinh doanh rất là tuyệt vời. Tiếp theo chúng ta sẽ lên khu vực tầng 2. Đấy, làm khuôn kính hết anh chị nhé. Hệ thống điều hòa thì chờ sẵn rồi. Thiết kế này vừa sáng vừa sạch vừa công năng sử dụng rất là tuyệt vời. Đây là căn ngoài, căn lô góc. Đây là khu vực tầng 3 rồi. Đấy. Wow, mỗi tầng một phòng. Rộng mênh mông luôn. Đây vệ sinh đây anh chị. Đấy, còn đây là phòng. Wow. Anh chị nào mà làm ở đây làm tòa văn phòng tuyệt vời luôn. Với mức giá đang được chào bán chỉ 12,99 tỷ thôi. Cho một căn nhà mặt phố như thế này. Kinh doanh tuyệt vời. Nhưng anh chị nào mà đang tìm nhà tầm tiền quanh 10 tỷ, có thang máy, mặt phố thì nên lựa chọn những căn nhà như này anh chị nhé. Tầng 4 thì thiết kế 2 phòng, chuẩn rồi. Đương nhiên sẽ phải có một tầng thiết kế 2 phòng để chúng ta sử dụng mục đích sinh hoạt gia đình. Còn lại là những anh chị nào mà làm văn phòng hết thì có thể đập thông bỏ hết luôn những cái phần này ra, làm thông luôn thì cực kỳ tuyệt vời luôn. Cầu thang đều có ánh sáng hết anh chị nhé. Đây là khu vực tầng 5 đây. Tầng 5 thì vẫn có nhà vệ sinh, phòng bếp, phòng khách. Thực ra thì khu vực tầng 5 này cũng có hai luồng ý kiến. Một là có thể để nhà vệ sinh ở đây, hai là không. Không để thì nó sẽ rất là thoáng. Và để thì nó lại rất là tiện. Đấy. Anh chị nghĩ sao về mẫu thiết kế này? Có nên để nhà vệ sinh ở đây hay là không để? Hãy để lại ý kiến của mình xuống phần bình luận. Và đặc biệt là những anh chị nào là có những cái mẫu thiết kế nhà đẹp thì hãy gửi cho em Phương nhé, để em sẽ gửi cho mọi người cùng tham khảo để xây lên những mẫu nhà đẹp nhất. Tầng 6. Đây là khu vực tầng 6. Phòng thờ, sân phơi.
lan can hết rồi. Đây, điều hòa chờ hết rồi đây. Wow. Đây, khuôn viên xung quanh đây anh chị. Đấy, cực kỳ là thoáng luôn. Hãy gọi điện thoại cho em Phương ngay nhé để sở hữu cho mình những căn nhà riêng tuyệt vời. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo trên kênh Bán Nhà Riêng Hà Nội. Xin cảm ơn.